đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau: Thượng tướng Lê Hữu Đức, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại quân khu 5. Phóng sự ghi nhận tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2013. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Trong chuyến công tác tại quân khu 5, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Sư đoàn Bộ binh 2. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo một số tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và kiến nghị một số vấn đề, nhất là ngân sách chi cho quân sự quốc phòng. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh, các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh và trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế. Đồng chí nhắc nhở thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường phối hợp giữa các địa phương với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai khi có bão lũ xảy ra, quan tâm chăm lo đến đời sống cho cán bộ chiến sĩ để bộ đội có sức khỏe tốt, phục vụ nhiệm vụ và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đề xuất của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và của Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, các đơn vị. Được tổ chức từ chiều 20 đến ngày 21 tháng 7, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Đến dự và trực tiếp chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Từ khi có chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập kịp thời và nghiêm túc. Như vậy, bước vào diễn tập, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vận hành cơ chế khá nhịp nhàng. Các thành viên khung tập đều nhập đúng vai, hiệp đồng tác chiến ăn ý. Trước tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng, địch có thể tiến công đường bộ, kết hợp đổ bộ đường biển, đổ bộ đường không. Các phiên họp của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh được tiến hành khẩn trương, ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Các cơ quan dân chính đảng xác định những việc cần làm ngay, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, làm cho mọi cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang nhận rõ âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, khơi dậy tình yêu đất nước, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ quê hương. Diễn tập BT-13 này rất có ý nghĩa đối với đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là cơ hội để chúng tôi tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, cũng như là các nghị định của Thủ tướng Chính phủ xung quanh thực hiện cái nhiệm vụ quốc phòng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi hoàn chỉnh bổ sung các cái phương án phòng thủ tác chiến của tỉnh trong cái điều kiện nếu có chiến tranh xảy ra. So với diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 5, những năm gần đây, diễn tập BT-13 của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều điểm mới, đặc biệt là nội dung thực binh cầm xã phường chiến đấu và trong đội dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ làng xã. Trong căn hầm nằm sâu dưới mặt đất, Ban Chỉ huy Cụm Chiến đấu số 1 thành phố Quảng Ngãi gồm 3 xã phường Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng và Nghĩa Chánh đã tổ chức hội nghị bổ sung nhiệm vụ hiệp đồng, chỉ thị công tác bảo đảm. Các thành viên trên từng cương vị chức trách đảm nhiệm đều nắm chắc ý định của trên, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chủ động đề xuất phương án bảo đảm, hiệp đồng triển khai công tác chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đánh địch tiến công vào địa bàn. Phát huy hiệu quả của hệ thống trong mìn cạm bẫy, các công sự trận địa liên hoạt được bố trí khắp nơi. Những chiến sĩ dân quân mưu trí dũng cảm, ẩn mình trong đất, trong những căn hầm bí mật, hầm độn thổ tự tạo, chờ địch đi qua, bất ngờ bật nắp hầm, nổ súng, khiến tinh thần quân địch càng ngày càng sa sút, hoang mang cực độ. Các ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất để tổ chức diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chúng tôi đánh giá là đây là một cuộc diễn tập có tính chất cơ bản nhất trong năm
2013 làm cơ sở để chỉ đạo các cuộc diễn tập tới tốt hơn. Và cái đánh giá chung ấy là tỉnh Quảng Ngãi đã diễn tập thành công tốt đẹp. Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nghiên cứu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, hoàn thiện vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, tác chiến trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, sắp chia tay với đơn vị trở về địa phương, những chiến sĩ xuất ngũ đợt 2 năm 2013 như tiếp thêm nguồn động viên lớn lao khi được đơn vị quân khu biểu dương ghi nhận những đóng góp của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là hành trang để họ tiếp tục phấn đấu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Những ngày này, trên thao trường bài tập của các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5, các quân nhân vẫn đang mãi miết chinh phục những bài tập khó. 18 tháng tại ngũ, sắp rời xa đơn vị, với nhiều chiến sĩ, khoảng thời gian này thực sự quý báu, ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi, quân khu sẽ tổ chức gặp mặt biểu dương các hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Có mặt tại các đơn vị lúc này, chúng tôi cảm nhận niềm vui và phấn khởi của chiến sĩ được biểu dương lần này. Em là rất là vui sướng khi được tư lệnh quân khu và chỉ huy đơn vị quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho em để em được biểu dương lần này. Vì từ khi mới nhập ngũ vào đơn vị thì em đã được cán bộ từ cấp tiểu đoàn xuống cấp đại đội rồi trong đội tiểu đội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho em vượt qua những khó khăn, thách thức môn nào để em được vững tin như ngày hôm nay. Và em sẽ đem niềm vui này đến cho đồng đội và những người thân trong gia đình. Và em nguyện sẽ phấn đấu hết mình để không phụ lòng của tư lệnh quân khu và chỉ huy tiểu đoàn quân sắc 32. Tôi rất vui và vinh dự khi được Thủ tướng mời gặp mặt và động viên. Tôi xin hứa trong thời gian tới học tập công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng tâm trạng như Ngọc Sĩ, Yvonne Nie, chiến sĩ Trần Công Cần ở tiểu đoàn 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cảm thấy tự hào, vinh dự vì được đồng đội tin tưởng, yêu mến. Trước khi đến với quân đội, anh là công nhân công ty cổ phần xây lắp điện Đà Nẵng và là lao động chính của gia đình. Với sự chịu khó, ham học hỏi, Công Cần luôn biết khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Khi nhận được thông tin là em được biểu dương trước quân khu, nên là đã em rất là tâm trọng, bây giờ là em rất là vui mừng và thiệt không có gì nói lên được. Nên là em chắc là sau này đây cũng là một hành trang cho em về lại tại địa phương. Em sẽ cố gắng phấn đấu và tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa. Tại sư đoàn 315 quân khu 5, trung sĩ Trần Văn Thuật đang xem những sản phẩm do anh và đồng đội hoàn thành trong các dịp chào mừng các sự kiện trọng đại của đơn vị. Những dòng chữ viết tay, những món quà đậm chất lính mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ và khó có thể quên được. Trong lần này, bản thân tôi rất là vinh dự được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu thăm hỏi và động viên. Trong thời gian phục vụ tại ngũ, tôi đã học hỏi được rất là nhiều điều và bản thân tôi đã trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn trong mọi hành động. Thời gian phục vụ tại ngũ là một hành trang rất lớn để cho tôi cùng tất cả các đồng chí sau này, mai sau khi xuất ngũ trở về địa phương thành một người công dân bình thường, sẽ sống tốt hơn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đó là những tâm tư không chỉ riêng của Thuật mà còn là tình cảm của 100 quân nhân tiêu biểu được quân khu 5 tổ chức gặp mặt lần này. Mới ngày nào còn bùi ngùi chia tay người thân trong niềm lưu luyến, rụt rè bỡ ngỡ khi đến với môi trường quân ngũ. Giờ lại vinh dự khi được đồng đội bầu chọn là gương mặt tiêu biểu được quân khu gặp mặt biểu dương. Đây chính là động lực tinh thần, là hành trang quý báu để mỗi quân nhân thêm tự tin hướng đến tương lai phía trước. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2013, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc nghỉ dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại đây, Trung tướng Đào Duy Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng 31 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh nặng.
Ngoài ra, Trung tướng Đào Duy Minh còn tặng cho Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng Người có công của tỉnh phần quà trị giá 11 triệu đồng. Tại Quảng Ngãi, đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn tặng một suất quà cho trung tâm trị giá 11 triệu đồng, tặng 2 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và 17 suất quà cho các đối tượng là thương binh, gia đình liệt sĩ, trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng. Trong thời gian này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chiều ngày 23 tháng 7, Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu đi thăm và tặng quà thương bệnh binh, cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác chăm sóc, điều trị, cứu chữa thương bệnh binh của bệnh viện, Chính ủy Quân khu yêu cầu các thầy thuốc nêu cao y đức, phát huy hơn nữa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mang lại niềm vui và sự tin tưởng cho người bệnh, cho gia đình của họ và đơn vị. Thiếu tướng Trần Quang Phương đã đến thăm gia đình liệt sĩ Thiếu tướng Trần Minh Thiệt, Thượng tướng Nguyễn Trơn, Trung tướng Nguyễn Đôn và Trung tướng Phan Hoan. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Hội An, Thiếu tướng Lê Anh Thơ đã gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, nhân viên và các thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các thương bệnh binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị để chiến thắng bệnh tật. Thăm Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, Phó Chính ủy Quân khu đã ân cần thăm hỏi, động viên những người có công với cách mạng và chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Đồng chí khẳng định, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các đối tượng chính sách. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 2 đã đến thăm và tặng quà cho 13 thương binh nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2 đang điều trị tại trung tâm. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và trao số tiền hỗ trợ thương binh quý 2 và quý 3 cho cô Nguyễn Thị Xuân Hồng với số tiền 6 triệu 600.000 đồng. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 cũng đã tổ chức bàn giao nhiều ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội vì nghĩa tình biên giới hải đảo cho các gia đình chính sách, các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại thôn Phước An, Bình Phương, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 70 triệu đồng cho đồng chí Đinh Văn Hùng là quân nhân của trại giam T10 trực thuộc Bộ Tham mưu có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong thời gian này, tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Quân khu đã bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Hữu Hùng là quân nhân đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà có diện tích 125m² với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng với sự chứng kiến của lãnh đạo, chính quyền và bà con địa phương. Tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa vì nghĩa tình biên giới hải đảo cho gia đình ông Tống Sơn Nam, là gia đình có công cách mạng, có 4 người anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và gia đình bà Đinh Thị Banh là cựu thanh niên xung phong, sống neo đơn, không nơi nương tựa tại xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà trên được đóng góp từ phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo của đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang quân khu 5. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng nhằm trợ giúp cho các đối tượng chính sách bớt khó khăn trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường quân khu 5 cũng đã trao ngôi nhà cho bà Trần Thị Luận là con liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Căn nhà xây dựng có diện tích 100m² với số tiền hơn 200 triệu đồng, trong đó quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng. Trường Cao đẳng nghề số 5 đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Mười, xã Điền Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà Mười là vợ liệt sĩ, bản thân bà là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong những năm chống Mỹ. Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng trên diện tích 40m², tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó công ty cổ phần Him Lam hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do trường cao đẳng nghề và gia đình đóng góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Vạn Tường đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Đi, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được trao tặng có diện tích 70m², khang trang với tổng trị giá 90 triệu đồng, được xây dựng từ nguồn kinh phí do cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của công ty Vạn Tường đóng góp 70 triệu đồng. Số tiền còn lại gia đình đầu tư thêm. Đây là việc làm thiết thực, có nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ, công nhân viên chức, lao động hợp đồng công ty Vạn Tường. Chuyên mục lực lượng vũ trang quân khu 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.